nữa đi ra bật nhạc lên tao phải thích hơn là nghe tiếng Anh là tiền rồi vi phạm bản quyền mà. Đó, bật tiếng Anh nữa. Nghe bật tiếng Anh vẫn chí. Bạn nhìn gần chí mà. Em biết. Bài mới đi, nó đi. Anh cho em được không à?